Xin chào bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện bài số 11, đó là viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái khái niệm số nguyên tố là nó là cái số quái gì. Ở đây thì chúng ta nếu như đã từng làm những bài tập liên quan đến lập trình thì chắc là sẽ biết rồi. Tuy nhiên nếu như bạn chưa biết về số nguyên tố thì cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Số nguyên tố là cái số mà chỉ chia hết cho một và chính nó. Và bây giờ có cái cách tìm số nguyên tố ở trong lập trình khá là đơn giản, đó là chúng ta sẽ cho một cái biến chạy y bắt đầu từ 2 đến căn bậc 2 của chính cái số đó. Đấy. Nếu như ở trong quá trình chạy đấy mà không cái thằng đấy mà nó không chia hết cho số nào cả thì cái số nó cần kiểm tra sẽ là số nguyên tố và ngược lại. Ok, như vậy thì để tìm ra n số nguyên tố thì chúng ta chỉ cần lập đếm đủ n số, thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ thực thi nó trong này. Chúng ta có một cái biến n. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nhập vào n, mình sẽ làm lười bằng new scanner. Đây, new scanner ở chỗ này là system.in chấm next int. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến count được bằng 0. Đấy. Bây giờ để kiểm tra một cái số nguyên tố thì tốt nhất là chúng ta nên cho nó ra một cái chỗ khác đi. Bây giờ mình sẽ viết ra đây. Các bạn sẽ viết là public static int. Thôi, cho boolean đi. Đặt là int nguyên tố đi. Có phải là số nguyên tố hay không? Truyền là giá trị n. Rồi. Sau đó thì ở đây mặc định chúng ta sẽ return true. Đó. Ở đây thì chúng ta làm như sau. Cho một cái giá trị biến y bắt đầu từ 2 y nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị đó là mét chấm sqrt của giá trị n. Đấy. Đây, thằng y này cứ tăng lên. Trong quá trình chạy này mà n phần trăm cái giá trị y này mà nó bằng 0. Đấy. Thì chúng ta làm một cái điều đó là break, à đâu nhầm. Nếu như thế này thì chúng ta return đó là false luôn. Đấy. Cái thằng này thì chúng ta sẽ cho nó vào cái if else. If nếu như thế này thì như thế này, control l. Chưa? Đây, chúng ta cho nó vào trong cái ngoặc này đi. Control Z. Control V. Đây. Cho luôn ở đây return false luôn. Đây, đỡ phải Control X làm cái gì cả. Chỗ này thừa cái thằng này rồi. Đó, rồi. Đấy. Đây là kiểm tra cái phương thức kiểm tra số nguyên tố của chúng ta. Đó. Đó là basic như này nha, các bạn có thể tự mình kiểm chứng và khám phá. Bây giờ mình do là thời gian nó có hạn nên là mình sẽ không dành để nói về cái phần toán học này nhiều. Ok, bây giờ thì ở trong này chúng ta đơn giản chỉ là dùng một cái vòng lặp vô hạn thôi. While true. Đấy. Thì bây giờ mình cho cái giá trị biến của mình như này. Mình sẽ cho x sẽ cho bằng 2 đi. Mình bắt đầu kiểm tra x bằng 2. While cái giá trị true này thì nếu chúng ta thấy là cái thằng nguyên tố y nguyên tố của cái giá trị x đấy thì chúng ta đơn giản chỉ là xuất cái giá trị x ra, print ra cái giá trị x cộng thêm một cái dấu cách này đi. Rồi bây giờ chúng ta như thế này, print thì không biết là print như thế nào cho nó hợp lý. Rồi cho nó print như thế này đi. Sau đó thì cái giá trị biến count của mình, không phải continue, biến count của mình sẽ tăng lên. Đấy. Rồi, sau đó thì xuống dưới này kiểm tra nếu giá trị biến count của chúng ta mà nó bằng n. Đấy, thì đơn giản chúng ta chỉ cần break. Đấy. Như vậy thì cái chương trình chúng ta thì nó chỉ như thế này thôi. Nhưng mà ở đây này nhớ là trong cái chỗ while này nếu không đi tăng cái giá trị của x này thì nó cứ lặp mãi. Chỉ một giá trị thôi. Nhưng là cái thằng x này sẽ phải cộng. Tuy nhiên là nó gặp một cái trường hợp đó là nếu như những cái số về sau thì thường chỉ là số nguyên số là số lẻ trừ số 2 ra thôi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái giá trị x bằng bằng 2 thì thằng x mới cộng cộng. Đấy, nếu không thì chúng ta cho vào đây x sẽ cộng bằng 2, tức là mỗi lần nó nhảy lên 2 đơn vị để cho cái quá trình duyệt nó nhanh hơn. Ok. Rồi. Bây giờ thì xem là chương trình chúng ta chạy như thế nào. Chờ một chút và chúng ta sẽ có cái kết quả ngay sau đây.
Đây, sẽ nhập vào là số 5. Đây, 2, 3, 5, 7, 11. Đấy, 5 số nguyên tố thật. Mình sẽ nhập vào 12 số. Đây, các bạn có thể đếm ở đây xem là 3, 4 này. Một bộ 4 nữa và cuối cùng một bộ 4. Ok, bây giờ mình sẽ nhập vào 100 số nguyên tố xem sao. 100 số nguyên tố. Đấy, nhìn nó dài cực luôn. Đấy, các bạn muốn trình bày đẹp thì sử dụng những cái kiến thức liên quan đến cái phần mà định dạng nhập xuất ấy thì làm nó nha. Ok, bây giờ thì nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tập tiếp theo.